Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trong bản tin S News tuần 2 của tháng 6. Và hôm nay S News sẽ tiếp tục tổng hợp cho các bạn những thông tin công nghệ hấp dẫn nhất đã diễn ra trong tuần. Chắc chắn sự kiện được quan tâm và chờ đợi nhất đó chính là hội nghị các nhà phát triển của Apple WWDC. Tuy nhiên thì đó sẽ là nội dung được đề cập chi tiết ở phần sau. Còn bây giờ sẽ là chiếc điện thoại mới nhất đã được ra mắt trong tuần này từ Oppo, đó là bộ đôi R11 và R11 Plus. Chiếc máy này không giống như phiên bản F3 hay F3 Plus bán tại Việt Nam là trang bị camera kép ở phía trước, thì nó lại rất đầu tư cho camera kép ở phía sau. Hãy nói trước về camera kép của Oppo R11 và R11 Plus. Hãng đã xử lý các chi tiết khá là khéo để cụm camera dù có hơi lồi nhưng mà trông không hề bị thô. Đây là một cụm gồm một camera 20MP với góc hẹp chuyên dùng để chụp gần dạng telephoto và một camera góc rộng với độ phân giải thấp hơn là 16MP. Tuy nhiên thì R11 không có được khả năng zoom quang 5x như là một bản mẫu thử từng được Oppo giới thiệu ở MWC hồi tháng 3 vừa rồi, mà nó chỉ hỗ trợ zoom quang 2x và zoom số 10x. Khẩu độ ống kính khá là lớn, f1.7. Camera kép cũng được dùng để tạo hiệu ứng ảnh xóa phông, làm mờ hậu cảnh của ảnh chụp chân dung. Nhưng Oppo không hề làm chỉ để cho có. Hãng đã dành tới 18 tháng để phối hợp với Qualcomm tối ưu hóa bộ xử lý hình ảnh Spectra 160 trong con chip Snapdragon 660 sao cho phù hợp nhất với R11 và có được thuật toán giảm nhiễu 6 lớp. Snapdragon 660 còn đánh dấu lần đầu tiên dòng chip 600 của Qualcomm dùng một bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số riêng biệt có tên là Hexagon Vector Extensions. Nó sẽ gánh đỡ phần việc xử lý hình ảnh mà trước đây CPU phải đảm nhận mà lại tiêu thụ ít điện hơn. Những công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp vốn mới có trên con chip cao cấp là Snapdragon 835 thì nay có mặt ở R11 tầm trung. Trải nghiệm thực tế camera của máy là rất đáng hài lòng, lấy nét cực kỳ nhanh và chính xác. Chất lượng ảnh thì được khen ngợi nhiều bởi độ chi tiết và tái tạo màu sắc thì rất xuất sắc. Như ở các bức ảnh đang hiện ở trên màn hình thì nước ảnh của máy trong vắt, ảnh chân dung xóa phông rõ ràng với chủ thể được làm nổi bật, còn xung quanh các chi tiết được làm mờ mềm mại và tự nhiên. Khi phóng ảnh lên lớn hơn và soi kỹ phần tóc là chi tiết rất hay bị các camera kép xử lý sai và loang lổ, thì R11 lại làm cực kỳ tốt, rất khó phát hiện ra các điểm không đồng đều của đường viền tóc. Ảnh chụp đêm hay là chụp trong nhà thiếu sáng của máy thì cũng ở trên mức tốt, ảnh vẫn rất trong, ít nhiễu hạt đến mức mắt thường khó mà nhìn ra khi mà không zoom lên. Các chi tiết chói lóa và tương phản ánh sáng mạnh thì cũng được kiểm soát rất tốt. Chuyển sang mặt thiết kế, R11 vẫn cắt giải nhựa anten mỗi bên thành nhiều mảnh, nhưng lại uốn lượn nó theo cạnh trên nên là nhìn xa sẽ hơi na ná với iPhone 7 Plus. Nhưng tổng thể mặt sau của máy thì lại có một thần thái khác chứ cũng không hề bị giống iPhone quá. Cảm giác cầm nắm trong tay thì rất là vừa vặn. Tuy nhiên Oppo có vẻ như là chưa tìm ra cách để thiết kế chuẩn sạc nhanh VOOC hoạt động với cổng USB Type-C, nên trong khi cả thế giới đang chuyển qua dùng cổng mới thì R11 vẫn trung thành với cổng micro USB. Còn chip Snapdragon 660 được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet thì cho hiệu suất cải thiện rất rõ rệt khi so với thế hệ liền trước là Snapdragon 653. Hiệu suất CPU của nó cao hơn 20%, đồ họa cao hơn 30%. Và so với chiếc R9S hay là F3 Plus dùng chip 653 thì R11 cải tiến tốc độ xử lý lên đến 200% mà điện năng tiêu thụ lại giảm 40%. Còn ở mặt phần mềm, thực sự đáng khen cho Oppo khi mà lần này hệ điều hành ColorOS 3.1 đã được phủ trên cái gốc là Android 7.1 Nougat, tức là còn hơn cả các máy Samsung hiện vẫn chỉ ở bản 7.0. ColorOS 3.1 tiếp tục được tối ưu hóa tốc độ mở ứng dụng và độ mượt mà nói chung. Một tựa game đang gây sốt ở Trung Quốc là Vương giả Vinh Diệu hay tên tiếng Anh là King of Glory còn được Oppo tối ưu hóa tốc độ khung hình và xử lý đao lõi giúp giảm độ trễ. Hai bản R11 và R11 Plus khác nhau ở cỡ màn hình 5,5 inch của bản thường và 6 inch của bản Plus. Bộ nhớ RAM khác nhau lần lượt là 4 và 6 GB. Dung lượng pin thì cũng khác nhau lần lượt là 3000 và 4000 mAh. Giá của chiếc R11 sẽ rơi vào 2.999 nhân dân tệ, tức là khoảng 10 triệu tròn. Sự kiện công nghệ đáng chú ý nhất tuần qua chắc chắn là hội nghị các nhà phát triển của Apple WWDC. Và bây giờ thì SNL sẽ tổng hợp lại cho các bạn những chi tiết đáng chú ý nhất trên iOS 11, chính là sản phẩm được quan tâm nhiều nhất đối với người Việt Nam trong sự kiện này. Hàng nút bật tắt nhanh chức năng Control Center linh hoạt hơn khi cho phép lựa chọn loại chức năng gì muốn có nút bật tắt nhanh và bổ sung tính năng quay phim màn hình cực kỳ nhanh và hữu ích. Giao diện đa nhiệm trên iPad thì nhận nhiều lời khen tặng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cuối cùng thì Apple cũng đã giới thiệu giải pháp đầu tiên cho xu hướng thực tế ảo và tăng cường thực tế với bộ mã phát triển phần mềm tăng cường thực tế hay còn gọi là AR. Bộ AR Kit này giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng AR cho chính những chiếc iPhone và iPad hiện tại mà không cần phải làm một điện thoại mới chuyên biệt như là dự án Project Tango của Google. Đây còn là lần đầu tiên Apple chính thức cho phép người dùng quản lý các file trong iPhone và iPad và cả ở những kho lưu trữ đám mây được liên kết thông qua ứng dụng Files chính chủ. Người dùng iPad còn nhận được vô số cải tiến về đa nhiệm như là một giải các ứng dụng hay còn gọi là dock, giống như là trên máy tính Mac, không bị giới hạn số lượng quá chặt chẽ như là ở iOS đời trước. Màn hình chuyển qua lại ứng dụng mới có thể kéo thả biểu tượng để mở cửa sổ thứ hai, cùng tính năng kéo thả đường link hình ảnh từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Tất cả sẽ đến với người dùng iOS vào mùa thu năm nay. Bên cạnh iOS 11 thì WWDC năm nay còn chứng kiến việc Apple mang đến nhiều sản phẩm phần cứng mới và nhận được khá những lời khen. Trong đó thì có chiếc loa HomePod chứa trợ lý ảo Siri cùng với mẫu iPad Pro màn hình 10,5 inch.
Tuy nhiên, lời khen là chưa đủ. Những chiếc máy này vẫn chưa xứng đáng với những gì mà người ta đã khen tặng cho nó. Và sự kiện WWDC năm nay cũng được đánh giá là có phần nhàn nhạt và không có điểm nhấn. Mặc dù Apple chưa cho phép dùng thử, nhưng nhìn nhận ban đầu từ truyền thông thế giới là không mấy tích cực, mặc dù họ vẫn dành một số lời khen tặng nhất định. Giá bán của HomePod vẫn đắt cắt cổ như truyền thống của Apple, $349, tức là đắt gấp đôi mẫu loa Echo của Amazon và đắt gần gấp 3 lần loa Google Home. Tất cả chúng đều tích hợp trợ lý ảo bằng giọng nói. Nhưng nếu ai định mua HomePod về để điều khiển bằng giọng nói thì có lẽ là nên nghĩ lại, bởi vì trong bài thuyết trình về nó, ông Phil Schiller, giám đốc marketing của Apple, gần như chỉ thỉnh thoảng đá qua chuyện là HomePod tích hợp được với HomeKit để điều khiển rèm cửa, thay đổi nhiệt độ phòng, tưới nước trong vườn thông qua giọng nói. Ông Schiller chưa giải đáp được nhiều thắc mắc khác về khả năng giao tiếp và liên kết của Siri đối với các thiết bị khác, hay là khả năng học hỏi để tiến bộ của nó như thế nào. Bởi vì không như Amazon Alexa và Google Assistant cho phép các nhà phát triển bên thứ ba dạy kỹ năng mới, thì Siri vẫn bế quan tỏa cảng với bên ngoài. Khá khó hiểu khi mà Apple làm ra một chiếc loa trợ lý ảo nhưng lại chỉ tập trung ca ngợi vào chất lượng âm thanh ấn tượng hay là những tính năng thiên về âm nhạc như là dùng trí tuệ nhân tạo để chọn playlist nhạc, thay vì đi theo hướng như là Amazon Echo hay là Google Home là học thêm đa dạng kỹ năng để giải quyết ngày càng nhiều vấn đề của đời sống chủ nhân bằng giọng nói và sắp tới là cả qua màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, do HomePod sinh sau để muộn nên Apple còn cần thời gian để cải tiến, vì thế mà cũng chưa cần phải quá khắt khe với nó. Bởi bù lại thì nó rất đẹp với kiểu dáng của một chiếc đèn lồng, chất lượng âm thanh thì đúng là hoàn toàn vượt trội so với hai đối thủ, và bản thân HomeKit trong iOS thì cũng hỗ trợ giải sản phẩm đồ điện gia dụng rất là đa dạng. Thế hệ iPad Pro 10,5 inch mới thì thay thế cho bản 9,7 inch, chứa đựng rất nhiều nâng cấp đáng giá như là màn hình sát viền hơn, tỷ lệ làm tươi 120Hz thì tạo cảm giác làm việc với bút Apple Pencil nhạy hơn. Con chip AMX Fusion cho hiệu suất đa lõi khủng hơn đến 82% so với chip A10 và chạy demo công nghệ tăng cường thực tế mượt mà. Nhưng những thú vị đó thì vẫn chỉ dừng lại ở tầm của máy tính bảng chứ không phải là của máy tính. Dễ thấy là trong WWDC, Apple tiếp tục định vị iPad Pro là để thay thế laptop. Nhưng có lẽ hãng này đang quá tham vọng, bởi vì dù iOS 11 có thể đa nhiệm hai cửa sổ hay là có hàng đốc tiện lợi hơn thì nó vẫn không phải là một chiếc MacBook và có sẵn bàn phím, cũng không có chuột như là MacBook. Trên hết thì iOS vẫn không phải là macOS hay là Windows. Tổng thể sự kiện năm nay đa phần được đánh giá là đa dạng nhưng lại rời rạc và thiếu đi tầm nhìn chiến lược, phản ánh đúng tình trạng của Apple hiện nay là đang cố gắng mở rộng giải sản phẩm ra nhiều mảng hơn và cứ thế từng bước hoàn thiện chúng, thêm một chút trí tuệ nhân tạo vào chỗ này, bổ sung vài tính năng hữu ích vào chỗ khác, nhưng lại bị tắc trong chu kỳ là phải làm mới sản phẩm một năm một lần do đòi hỏi từ thị trường, trong khi lại chưa thể đưa ra được thứ gì chạm được đến ngưỡng gây bùng nổ cảm xúc như là thời kỳ đỉnh cao trước kia. Vẫn tiếp tục là về WWDC, ngay bây giờ hãy cùng nhìn sang một số khía cạnh khác tích cực và thú vị hơn, đó chính là những thứ mà Apple vẫn chưa có thời gian để giới thiệu tại sự kiện năm nay. Apple tiếp tục thể hiện khả năng moi tiền các fan của họ không thương tiếc khi mà tung ra một phụ kiện mới rất đẹp nhưng không biết là để làm gì, đó là bao da cho bút Apple Pencil, có mức giá khủng khiếp $29, tức là 659.000 đồng Việt Nam. Được làm bằng da và có 4 màu, nhưng ngoài việc là bọc bút thì nó không thể giúp dính bút vào iPad Pro. Một khi đã gắn vào ốp thì bút cũng không dùng được nữa luôn. Không hiểu là sẽ có ai bỏ tiền ra mua ốp này khi mà bản thân Apple cũng đã phát hành các bao da cho iPad Pro có chứa khe cắm bút. Ở iOS 11 thì có một tính năng mà Apple không nhắc đến nhưng sẽ rất đáng giá về sau này, đó là hỗ trợ kết nối giao tiếp trường gần NFC cho nhiều tính năng hơn. Trước đây NFC trên iPhone ngoài việc phục vụ thanh toán bằng Apple Pay thì nó gần như là vô dụng với các tính năng khác. Còn nay trên iPhone 7 và 7 Plus thì các nhà phát triển được phép đọc dữ liệu từ con chip NFC trong điện thoại, hay nói đơn giản là nó mở ra khả năng kết nối và giao tiếp nhanh giữa iPhone với các thẻ NFC bên ngoài, ví dụ như là thẻ thông hành, loa Bluetooth. Tính năng chạm để ghép đôi điện thoại với loa Bluetooth đã có từ rất lâu trên Android thì nay sẽ sớm trở thành hiện thực trên iPhone 7 trở đi. Hai tính năng nhỏ nhưng cực kỳ đáng tuyên dương khác là chia sẻ mật khẩu Wi-Fi và quét mã QR. Đối với chia sẻ mật khẩu Wi-Fi, thao tác y hệt như là ghép đôi iPhone với tai nghe AirPods. Dí máy đang cần vào mạng này lại sát một máy khác đang chạy iOS đã kết nối vào mạng Wi-Fi. Sau đó thì máy đã kết nối bấm xác nhận chia sẻ. Và như thế là xong, cả hai cùng vào được Wi-Fi. Tiếp theo nữa là khả năng quét và đọc mã QR. Loại mã này có thể lưu rất nhiều thông tin như là địa chỉ danh bạ, web, email, số điện thoại. Xuất hiện ngày một nhiều ở các biển quảng cáo, danh thiếp vì độ tiện lợi. Và bây giờ thì iOS 11 đưa nó thẳng vào ứng dụng camera. Và thông tin cuối cùng của S News tuần này thì sẽ là liên quan đến Galaxy Note 8, khi mà những diễn biến đầu tiên của nó thì đã dồn dập suốt trong tuần vừa qua. Samsung có thể sẽ lại tiếp tục gây thất vọng khi mà không đưa được cảm biến vân tay vào trong màn hình mà lại đẩy nó ra mặt sau giống như là ở trên S8. Tuy nhiên thì người ta cũng có thể sẽ hài lòng một phần khi mà biết rằng máy này sẽ sử dụng một bộ xử lý mới, đó là Snapdragon 836. Tuần vừa qua thì lần đầu tiên người ta đã được nghe về dòng bộ xử lý mới là Snapdragon 836 của Qualcomm. Với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của Samsung và Qualcomm thì Note 8 sẽ là máy đầu tiên mang bộ xử lý mới nhất của Qualcomm. Rồi sau đó một thời gian, những điện thoại khác như là LG V30 hay là Pixel thế hệ 2 của Google mới được dùng. Kịch bản này lặp lại như hồi đầu năm khi mà Samsung một mình một chợ với Snapdragon 835 trên Galaxy S8 đến một vài tháng. Và đến gần đây thì Xiaomi
HTC, Sony và sắp tới là OnePlus mới ra được các sản phẩm chạy trên chip này. Snapdragon 836 nâng cấp xung nhịp nhẹ từ 2.35 lên 2.5 GHz, bộ xử lý đồ họa đạt xung nhịp 740 MHz, kích thước bộ xử lý thì không thay đổi. Và bởi có bản dùng chip Snapdragon mới thì chắc chắn là Samsung cũng sẽ phải nâng cấp một chút cho con chip Exynos 8895 vốn đang xuất hiện trong S8 tại nhiều thị trường. Nhưng tin buồn nhất về Note 8 trong tuần vừa qua là việc Samsung đã từ bỏ ý định đưa cả bến vân tay thẳng lên màn hình, một vũ khí rất quan trọng đáng ra có thể dùng để chống lại iPhone 8. Một quan chức của Samsung mới đây đã tiết lộ là hãng đã tìm mọi cách để đặt một cảm biến vân tay tích hợp lên màn hình của Note 8, nhưng cuối cùng là quyết định không đặt vào máy nữa do có những giới hạn về kỹ thuật khác nhau như là bảo mật. Samsung thực sự đã đổ nhiều công sức nghiên cứu, nhưng cho đến giờ thì đành bó tay vì không thu được thành quả đủ hài lòng để có thể sản xuất hàng loạt. Ngay cả Apple thì hiện cũng đang gặp khó khăn với công nghệ tương tự trên iPhone 8. Ngoài ra thì Note 8 năm nay cũng sẽ bị cắt giảm dung lượng pin từ 3.500 xuống chỉ còn 3.200 mAh. Mà hãy nhớ rằng máy này được đồn là có màn hình tới 6,3 inch, trong khi mẫu S8 Plus màn hình 6,2 inch đã có thỏi pin dung lượng cao hơn là 3.500. Bù lại thì vẫn có một số thông tin tích cực như là máy sẽ có camera kép phía sau và ngày ra mắt chính thức cũng bị lộ là vào thứ 6 mùng 8 tháng 9 và bán ra cũng sẽ trước iPhone 8. Thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc trong một tuần với những diễn biến rất sôi động, đặc biệt là với những người sử dụng các sản phẩm của Apple. Hy vọng là các bạn đã hài lòng với những thông tin mà S Channel mang đến. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.